Tối qua ngày 7 tháng 10, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và chào đón tân sinh viên. Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầm ấm với nghi thức rước đuốc truyền thống, trao truyền giá trị trách nhiệm, chuyên nghiệp, thành công, hạnh phúc. Quỹ học bổng Hoa Anh Đào Đại học Đông Á cũng dành hơn 12 tỷ đồng khuyến học cho những sinh viên có thành tích xuất sắc. Điểm nhấn của chương trình chính là cuộc giao lưu giữa hơn 3.000 tân sinh viên Đại học Đông Á với Hoa hậu Hohenie. Câu chuyện nghị lực từ buôn làng chạm tay tới chiếc vương miện Hoa hậu của Hohenie đã truyền cảm hứng cho đông đảo sinh viên, là động lực để các bạn trẻ tự tin vào bản thân, vượt lên khó khăn, dấn thân và nỗ lực nhiều hơn trên con đường học tập để chạm đến thành công.